Mở ngoặc đơn, Mahaprajnaparamitasacca, gạch nối, tác giả, Nagarjuna, Bồ Tát Long Thọ, dịch Phạn Gia Hán, Cưu Ma La Thập, dịch Việt, Thích Thiện Siêu, cuốn 41, giải thích, phẩm 3 giả thứ 7, mở ngoặc đơn, Kinh Đại Bát Nhã ghi, phần 2, phẩm thiện hiện thứ 6. Kinh, bấy giờ Phật bảo Tuệ Mạng Tu Bồ Đề. Ông hãy dạy Bát Nhã Ba La Mật cho các Bồ Tát Ma Ha Tát, như các Bồ Tát Ma Ha Tát đáng được thành tựu Bát Nhã Ba La Mật đa. Liền khi ấy, các Bồ Tát Ma Ha Tát và đại đệ tử Thanh Văn, chư thiên vân vân, khởi niệm rằng: Tuệ Mạng Tu Bồ Đề dùng sức trí tuệ của mình sẽ nói Bát Nhã Ba La Mật cho các Bồ Tát Ma Ha Tát ư? Hay là nhờ sức Phật? Tuệ Mạng Tu Bồ Đề biết tâm các Bồ Tát Ma Ha Tát, các đệ tử chư thiên, liền nói với Tuệ Mạng Xá Lợi Phất rằng: Đệ tử Phật dám có thuyết pháp, có giáo thọ, đều nhờ Phật lực. Phật thuyết pháp không trái với pháp tướng. Các thiện nam tử học pháp ấy, được chứng pháp ấy. Phật thuyết pháp như đèn truyền chiếu. Xá Lợi Phất, hết thảy Thanh Văn, Bích Chi Phật thật không có năng lực thuyết Bát Nhã Ba La Mật cho các Bồ Tát Ma Ha Tát. Bấy giờ Tuệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Thế Tôn nói Bồ Tát, danh tự Bồ Tát. Pháp gì gọi là Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, chúng con không thấy pháp gọi là Bồ Tát, làm sao dạy cho Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ có danh tự gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát, danh tự Bồ Tát cũng chỉ là danh tự. Danh tự ấy không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Tu Bồ Đề, ví như nói tên ngã do hòa hợp mà có. Tên ngã ấy không sinh không diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói. Như các danh tự chúng sinh, thọ mạng, sinh giả, dưỡng dục chúng số, người, kẻ làm, kẻ khiến làm, kẻ khởi dậy, kẻ khiến khởi dậy, kẻ thọ, kẻ khiến thọ, kẻ biết, kẻ thấy vân vân, là pháp do hòa hợp nên có. Các danh tự ấy không sinh không diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói. Bát Nhã Ba La Mật Đa, Bồ Tát, danh tự Bồ Tát cũng như vậy, đều do hòa hợp nên có, là cũng không sinh không diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói. Tu Bồ Đề, ví như thân do hòa hợp nên có, là cũng không sinh không diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói. Tu Bồ Đề, ví như sắc thọ tưởng, hành, thức cũng do hòa hợp nên có, là cũng không sanh không diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói. Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát, danh tự Bồ Tát cũng như vậy, đều do hòa hợp nên có, là không sinh không diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói. Tu Bồ Đề, ví như mắt do hòa hợp nên có, là cũng không sinh không diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói. Mắt ấy không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, do hòa hợp nên có, là cũng không sinh không diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói. Sắc cho đến pháp cũng như vậy. Nhãn giới do hòa hợp nên có, là cũng không sinh không diệt, chỉ dùng danh tự thế gian để nói, cho đến ý thức giới cũng như vậy. Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát, danh tự Bồ Tát cũng như vậy, đều do hòa hợp nên có, là cũng không sinh diệt, chỉ dùng danh tự để nói. Danh tự ấy không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Tu Bồ Đề, ví như nội thân, gọi là đầu, chỉ có danh tự. Gọi là cổ, vai, tay, lưng, gân, bắp, phế, xương đùi, cẳng chân, là do hòa hợp nên có. Pháp ấy và danh tự không sinh không diệt, chỉ dùng danh tự để nói. Danh tự ấy cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát, danh tự Bồ Tát cũng như vậy, đều do hòa hợp nên có, chỉ dùng danh tự để nói. Pháp ấy cũng không sinh không diệt, không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Tu Bồ Đề, ví như ngoại vật cỏ, cây, cành, lá, cọng, mắc, tất cả vật ấy chỉ dùng danh tự để nói. Pháp ấy và danh tự cũng không sinh không diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở chặng giữa. Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát, danh tự Bồ Tát cũng như vậy, đều do hòa hợp nên có. Pháp ấy và danh tự cũng không sinh không diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở giữa. Tu Bồ Đề, ví như quá khứ chư Phật do hòa hợp nên có, là cũng không sinh không diệt, chỉ dùng danh tự để nói. Pháp ấy cũng chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, chẳng phải ở giữa. Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát, danh tự Bồ Tát cũng như vậy. Tu Bồ Đề,
ví như mộng, tiếng vang, bóng, huyễn, sóng nắng, việc biến hóa của Phật đều là hòa hợp nên có chỉ dùng danh tự để nói. Pháp ấy và danh tự, không sinh không diệt, chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải ở giữa. Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát, danh tự Bồ Tát cũng như vậy. Như vậy, tu Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật, giả đặt ra danh, giả đặt ra thọ, giả đặt ra pháp, như vậy nên học. Luận, hỏi, Phật đã nói các Bồ Tát Ma Ha Tát có phước đức trí tuệ, lợi căn hơn các thanh văn, cớ sao lại sai tu Bồ Đề thuyết? Đáp, trong chương tướng lưỡi ở trước đã nói, do có hai nhân duyên nên Phật sai khiến tu Bồ Đề thuyết. Lại nữa, Phật có oai đức tôn trọng, vì tâm kính sợ không dám hỏi Phật, sợ không tự mình hỏi hết. Lại nữa, Phật biết tâm chúng có nghi, vì chúng sinh kính sợ Phật không dám phát ra lời hỏi, vì sao? Vì chúng sinh thấy thân Phật như núi Tu Di, lưỡi trùm 3000 đại thiên thế giới, thân xuất ra vô lượng các thứ ánh sáng, khi ấy chúng hội tâm đều kinh sợ, không dám phát ra lời hỏi, mỗi mỗi tự nghĩ. Ta sẽ làm sao theo Phật nghe Pháp? Vì vậy, Phật sai tu Bồ Đề thuyết Pháp cho chúng và nói. Ông thuyết Pháp đều là do Phật lực như trong kinh nói. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật có hai thứ. Một là thuyết chung cho cả thanh văn, Bồ Tát, hai là chỉ thuyết cho Pháp thân Bồ Tát. Vì tạp thuyết nên sai tu Bồ Đề trước hết, rồi đến Di Lặc Xá Lợi Phất Thích Đề Hoàn Nhơn. Khi ấy, chúng hội nghe Phật sai tu Bồ Đề thuyết tâm đều kinh nghi. Tu Bồ Đề biết tâm mọi người, nên nói với Xá Lợi Phất vân vân, hết thảy thanh văn thuyết được, biết được, đều nhờ Phật lực. Chúng ta sẽ thừa oai lực Phật thuyết Pháp. Ví như người truyền ngữ, vì cớ sao? Vì Phật thuyết Pháp không trái với Pháp tướng. Các đệ tử học Pháp ấy được chứng ngộ, dám có nói gì đều nhờ Phật lực. Điều chúng ta nói, tức là Phật nói, vì cớ sao? Vì hiện tại ở trước Phật mà thuyết, chứ chúng ta tuy có mắt trí tuệ, nếu không gặp Phật Pháp, thời không thấy gì. Ví như đêm đi đường hiểm, không có người cầm đèn, thời không qua được. Phật cũng như vậy, nếu không lấy đèn trí tuệ chiếu soi chúng ta, thời chúng ta không thấy gì. Lại nói với Xá Lợi Phất, hết thảy thanh văn, bích chi Phật còn không có sức có thể nói Bát Nhã Ba La Mật cho các Bồ Tát, huống tôi, một người, vì cớ sao? Vì trí tuệ Bồ Tát rất sâu, hỏi đáp sâu xa. Các pháp thiền cận khác đối trước Bồ Tát nói ra còn khó, huống gì pháp sâu xa. Như người có thể ăn một hộp cơm mà đi theo xin người chỉ có một đấu cơm để trừ đói, thời không thể trừ được. Vì vậy nên nói thanh văn, bích chi Phật không có sức có thể nói Bát Nhã cho các Bồ Tát. Tu Bồ Đề nói rõ Bồ Tát tôn quý, Phật cũng nhận như vậy. Này Tu Bồ Đề muốn thuyết pháp thật tướng nên nói. Trong hết thảy pháp tìm Bồ Tát không thể có được, vì Bồ Tát không thể có được nên danh tự Bồ Tát cũng không thể có được. Vì Bồ Tát, danh tự Bồ Tát không thể có được. Nên Bát Nhã Ba La Mật cũng không thể có được. Ba việc ấy không thể có được, ta làm sao dạy Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát? Hỏi, Phật sai tu Bồ Đề thuyết Bát Nhã cho các Bồ Tát mà tu Bồ Đề nói không có Bồ Tát là trái với Phật, sao Phật tán đồng? Đáp, có hai cách, một là tâm chấp trước mà nói, hai là tâm không chấp trước mà nói. Này tu Bồ Đề dùng tâm không chấp trước mà nói không, Phật không quở trách. Lại nữa tu Bồ Đề thường thực hành không tam muội, biết các pháp là không, nên Phật bảo tu Bồ Đề thuyết Bát Nhã Ba La Mật cho các Bồ Tát mà Bồ Tát lại rốt ráo không. Thế nên tu Bồ Đề kinh ngạc nói, làm sao có Bồ Tát? Phật liền thuật thành, Bồ Tát như vậy từ khi phát tâm lại đây cho đến khi thành Phật đạo, đều rốt ráo không, nên không thể có được. Nếu dạy như vậy, tức là dạy Bát Nhã Ba La Mật cho Bồ Tát. Lại nữa, phàm có hai pháp. Một, danh tự, hai, nghĩa của danh tự, như lửa có thể chiếu sáng, có thể đốt là nghĩa của nó. Chiếu sáng là tạo sắc, đốt lửa là hỏa đại. Đất nước ký ó, lửa là bốn đại năng tạo. Sắc hương, vị, xúc là bốn đại sở tạo ND. Chấm, hai pháp ấy hợp lại gọi là lửa. Nếu lìa hai pháp ấy có lửa, lại phải nên có công dụng thứ ba. Song trừ đốt trừ chiếu sáng lại không có công dụng thứ ba, nên biết hai pháp hòa hợp giả gọi là lửa. Tên lửa ấy không ở trong hai pháp, vì sao? Vì pháp có hai, mà lửa là một, một không làm hai, hai không làm một. Nghĩa là hai danh pháp không hợp nhau, vì cớ sao?
vì nếu hai pháp hợp làm một thời khi nói lửa lẽ phải bị cháy miệng. Nếu hai pháp lìa nhau thời khi tìm lửa lẽ đáng được nước. Có các nhân duyên như vậy, biết lửa không ở trong hai pháp. Nhưng nếu lửa lìa ngoài hai pháp thời khi nghe tên lửa, không nên ở nơi hai pháp sinh tưởng lửa. Nhưng nếu lửa ở chặng giữa hai pháp, thời không có chỗ nương tựa. Hết thảy pháp hữu vi, đều không có chỗ nương tựa, nếu ở trung gian thời không thể biết. Vì vậy, lửa không ở ba chỗ, chỉ có tên giả. Bồ Tát cũng như vậy, do hai pháp là danh, và pháp hòa hợp nên gọi là Bồ Tát. Việc sắc khác, việc danh khác, nếu quyết định có Bồ Tát thời nên lại có việc thứ ba, nhưng không có việc ấy, nên biết giả gọi là Bồ Tát. Danh tự Bồ Tát cũng như vậy, không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Trong đây Phật nói thí dụ, như năm uẩn hòa hợp gọi là ngã, mà thật ngã không thể có được. Chúng sinh cho đến kẻ biết kẻ thấy đều là pháp giả danh do năm uẩn nhân duyên hòa hợp sinh. Các pháp ấy thật không danh không diệt, thế gian chỉ dùng danh tự để nói. Bồ Tát, danh tự Bồ Tát, Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy, đều là pháp giả danh do nhân duyên hòa hợp. Trong đây Phật lại nói thí dụ, có người nói, do năm uẩn hòa hợp có chúng sinh, nên chúng sinh không, nhưng có pháp năm.